Chanty là giống số 1 và đã vượt qua các tay vợt là Moon Juhe và No Sangu với tỷ số là 6-2, 4-6, 10-5. Giúp cho Hoàng Nam có được thêm một danh hiệu vô địch nữa ở nội dung đánh đôi nam trong cuộc Men Future tại Bình Dương năm nay. Và chắc chắn anh sẽ còn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng đánh đôi nam. Ngoài một chiếc vô địch đánh đơn nam và hai chiếc vô địch đôi nam ra thì Lý Hoàng Nam cũng đã rất thành công tại các giải Men Future tại Bình Dương năm nay, khi đã 3 lần vào đến tứ kết các nội dung đơn nam các giải đấu và anh đã có sự tăng tiến tuyệt vời, tăng tới hơn 200 bậc trên bảng xếp hạng so với trước thời điểm tham dự các giải Men Future tại Bình Dương. Và lúc này thì Lý Hoàng Nam đã vươn lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng từng có trong sự nghiệp ở vị trí thứ 629 và còn hy vọng có thể tiến tiếp vào top 600 khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào tuần tới. Trở lại với trận đấu chung kết ngày hôm nay giữa hai tay vợt Enzo Curacao và Casey Alcantara. Hai tay vợt đã được phong độ rất cao trong tuần thi đấu này, trong đó phải kể đến tay vợt Francis Casey Alcantara. Dù không được xếp hạng hạt giống và có tứ hạng lên tới 1340 trên bảng xếp hạng ATP lúc này, nhưng Francis Casey Alcantara, tay vợt 24 tuổi của Philippines, đã thi đấu rất hay. Trước đó thì anh đã vào đến tứ kết Philippines F2 Future 2015 và trong mùa giải 2016 này thì Francis Casey Alcantara lần đầu tiên có mặt tại chung kết một giải Men Future. Casey Alcantara đã vượt qua Laurent Rochette, hạt giống số 2 ngay từ vòng đấu đầu tiên. Trong trận đấu, hạt giống số 2 đã xin bỏ cuộc. Và những trận đấu sau đó thì Alcantara đều đã đánh bại những đối thủ của mình với những chiến thắng rất ấn tượng. Và Alcantara đã vượt qua những đối thủ là Richard Agawa ở vòng 2 với tỷ số 2-1. Đánh bại hạt giống số 8 David Agung Susanto với tỷ số cũng là 2-1 ở vòng đấu tứ kết. Và ngoài ngày hôm qua đánh bại Evan Song của Mỹ, hạt giống số 6 với tỷ số cũng là 2-1. Đó là chặng đường khá vất vả của tay vợt Alcantara. Trong khi đó thì Enzo Curacao, tay vợt đang đứng thứ hạng 714 thế giới, lại trải qua một chặng đường vô cùng thành công, chưa để thua một trận đấu nào khi đánh bại Anthony Susanto, Garry Kuznetsov, vượt qua tay vợt hạt giống số 4 Lý Hoàng Nam và đánh bại hạt giống số 1 Chanty ở những vòng đấu vừa qua mà chưa để thua một set đấu nào. Một phong độ rất cao trong tuần thi đấu này của tay vợt Enzo Curacao. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp tại các giải Men Future tại Bình Dương mà tay vợt Enzo Curacao đã góp mặt tại trận đấu cuối cùng. Vào tuần trước tại giải Việt Nam F8 Future 2016, thì Enzo Curacao đã vượt qua Rishabh Agarwal của Ấn Độ trong trận chung kết với tỷ số 6-2-6-1 để lên ngôi vô địch. Ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải Men Future tại Bình Dương, anh đã giành được chức vô địch và giải đấu thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch ngày hôm nay, cho thấy phong độ quá cao của tay vợt đến từ Pháp, năm nay 21 tuổi. Đây cũng là lần gặp nhau đầu tiên trong sự nghiệp của Francis Alcantara và Enzo Curacao trong khuôn khổ các giải đấu thuộc ITF. Vào ngày hôm qua thì tay vợt Enzo Curacao đã có trận đấu rất hay trước tay vợt hạt giống số 1 của Đài Loan Trung Quốc là Chanty, nơi anh giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 6-0, 5-0. Trận đấu mà Chanty đã xin rút lui để dành sức cho trận đánh đôi cùng với Lý Hoàng Nam và đã cùng với Hoàng Nam lên ngôi vô địch. Đây là trọng tài Gu Gougui, trọng tài người Trung Quốc, sẽ là người điều khiển trận đấu chung kết này giữa hai tay vợt Francis Casey Alcantara và tay vợt Enzo Curacao. Ngoài Lý Hoàng Nam ra với thành tích vô cùng tuyệt vời ở nội dung đánh đôi, Hoàng Nam trong số 9 giải đấu Men Future tại Bình Dương đã tham dự 8 giải. Anh vào đến chung kết 3 giải, giành được 2 chức vô địch.
Ngoài ra còn vào đến bán kết giải đấu, 3 giải đấu khác cùng với Hoàng Thiên. Nhiệt độ hiện tại tại Bình Dương vào khoảng 24-31 độ C và sức gió 10 km/h. Trời vẫn có nhiều mây và có khả năng trời mưa. Và chúng ta cùng hy vọng là trận đấu chung kết ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của các giải Man Future tại Bình Dương năm 2016 sẽ diễn ra trọn vẹn mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu. Ngoài thành công của Lý Hoàng Nam thì một tay vợt khác của Việt Nam cũng đã thi đấu khá tốt, đó là tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên. Cũng đã có những điểm số trên bảng xếp hạng ATP và cùng với Hoàng Nam cải thiện thiện được vị trí trên bảng xếp hạng đánh đôi. Đây cũng là cơ hội rất tốt. Các giải Man Future tại Bình Dương đã là cơ hội để cọ sát thi đấu của cho những tay vợt của BKMX Bình Dương như là Vũ Atem, như là Nguyễn Văn Phương, như là Trần Văn Hòa và Trịnh Linh Giang. Tay vợt của Hà Nội cũng đang luyện tập và thi đấu cùng với BKMX Bình Dương. Ngoài ra còn có các tay vợt khác như Huỳnh Minh Thịnh và Huỳnh Minh Hưng. Rất nhiều tay vợt trẻ đã có cơ hội được học hỏi, cọ sát thi đấu cùng với những tay vợt đến từ nhiều quốc gia khác nhau thông qua 9 giải Man Future vừa qua tại Bình Dương. Lý Hoàng Nam đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ với danh hiệu vô địch tại giải Việt Nam F5 Future 2016. Ngoài ra còn có 3 lần khác giành quyền vào vòng tứ kết đơn nam và cải thiện vị trí lên thứ hạng 629 trên bảng xếp hạng ATP cho đến lúc này. Đó là thành công đáng kể. Dù rằng mục tiêu lớn khác của Hoàng Nam chưa đạt được, đó là góp mặt trong top 500 thế giới. Anh sẽ cần phải cải thiện thành tích nhiều hơn nữa và cần quyết tâm hơn. Như vậy trận đấu chung kết này giữa Angel Curacao và Francis Cansei Antarakata của Philippines đã bắt đầu với quyền giao bóng trước dành cho Angel Curacao. Và đó là một tình huống giao bóng rất chính xác. Đã có điểm ace ngay trong tình huống giao bóng đầu tiên của Curacao. Angel Curacao với phong độ rất tốt trong tuần thi đấu này. Tiếp nối thành công của anh với chức vô địch giải F8 tuần trước, Angel Curacao thể hiện được lối đánh phòng tấn công rất hiệu quả từ cuối sân. Nhưng ngày hôm nay thì anh cũng phải đối mặt với một đối thủ rất tỳ lợm với lối đánh rất kiên trì sau vạch baseline, đó là Christian Catara đến từ Philippines. Cú forehand đã mắc lỗi của Angel Curacao. Điểm cho tay vợt người Pháp 30-15. Pha trả giá bóng không thành công của Francis Casey Alcantara. 40-15 cho Angel Curacao. Chúng ta cùng xem lại tình huống di chuyển và trả giá bóng rất tốt của tay vợt Alcantara. Đó là cú return winner đầu tiên của Alcantara ở trong trận đấu này. Lỗi 1. Bóng đi khá căng và nhằm vào trái tay của tay vợt người Philippines. Và đó là game thắng đầu tiên trong trận chung kết này cho Angel Curacao.
Giải đấu thứ hai liên tiếp có mặt tại Bình Dương trong Gold Man Future 2016 và cũng là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 2 tuần Enzo Coacao góp mặt tại trận đấu tranh chức vô địch. Và tuần trước thì anh đã lên ngôi vô địch mà không để thua một set đấu nào khi đánh bại các tay vợt như Patrick Davison, Sam Mathieson, Laurent Rochette, người đồng hương Pháp, Kim Jong Suk và đánh bại Rusev Agawa trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải F8. Và trong tuần này cũng chưa để thua một set đấu nào trước các đối thủ của mình. Lỗi của Alcantara, điểm cho anh 0-15. Đó là cú chảo bóng đã đi hơi sâu của Enzo Cuacao. Tố làm tình huống bao lưới và đã ngắt bóng không thực sự tốt của Enzo Cuacao và cái bóng của anh đã đi ra ngoài. Pha di chuyển và thực hiện cú forehand lỗi của Alcantara. Hoàn toàn khác biệt với Enzo Cuacao thì Casey Alcantara lại trải qua một chặng đường rất vất vả để đến với trận đấu tranh chức vô địch ngày hôm nay. Bốn trận đấu trước đó thì Alcantara đã có tới 3 trận đấu ở những vòng đấu liên tiếp gần đây phải đối mặt với thế trận kéo dài tới 3 set. Pha lên lưới và ngắt bóng cực tốt của tay vợt Francis Casey Alcantara. Chúng ta cùng xem lại cú forehand bóng rất sâu và tràn lưới rất nhanh của Alcantara. Bốn mươi ba mươi cho tay vợt người Philippines. Đánh bền bóng rất tốt của tay vợt Enzo Cuacao. Ngoài ra còn là những tình huống rất chủ động đánh điều bóng tấn công của tay vợt người Pháp, khiến cho Alcantara phải thực hiện những pha đánh phòng ngự rất sâu ở các góc. Lỗi một. Rất tiếc cho tình huống do bóng lỗi vừa rồi của Francis Casey Alcantara. Lỗi kép của tay vợt này đã khiến cho đại diện của Philippines phải đối mặt với break point đầu tiên ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Góc đánh quá rộng cho Alcantara tình huống này. Anh đã thực hiện được pha bỏ nhỏ rất tốt để kéo đối phương lên lưới. Chúng ta cùng xem lại tình huống di chuyển và cứu thua rất vất vả của Enzo Cuacao. Trong khi đó đối thủ của anh lại có được góc dứt điểm vô cùng thoải mái. Alcantara đã vượt qua được break point đầu tiên ở trong trận đấu này. Chào bóng quá hay của Enzo Cuacao. Một pha đọc dấu bóng rất tốt và thực hiện được cú chảo bóng quá khó. Bóng passing. Bóng bay qua ngay trước mặt Alcantara mà anh đã không thể làm gì trong tình huống đang trên đà lên lưới.
và phòng ngự phản công rất tốt của Alcantara. Anh quá xuất sắc trước những cú đánh nguy lực của Enzo Cuacao trước khi tận dụng cơ hội để thực hiện cú phản công thuận tay. Đó là một trong lối đánh rất hiệu quả của Alcantara, đã giúp cho anh vượt qua rất nhiều đối thủ có thứ hạng tốt hơn mình ở những vòng đấu trước. Lợi dao cho tay vợt người Philippines. Bóng nhằm vào trái tay của đối phương và đó là game thắng đầu tiên trong trận đấu này của tay vợt Francisco Alcantara. Game đấu sơ bóng đầu tiên của mình, tay vợt người Philippines đã phải đối mặt với Breakpoint, nhưng anh đã xuất sắc vượt qua để giành game thắng đầu tiên, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 ở set đấu thứ nhất này. Passing quá hay của Enzo Cuacao. Lại thêm một pha lên lưới đầy khó khăn của tay vợt Alcantara. Những cú đánh dứt điểm chính xác và vô cùng quyết đoán của tay vợt người Pháp. Trái tay giành điểm winner của Enzo Cuacao. Quá bất ngờ. Cú đánh bóng khá nặng của tay vợt Alcantara và tưởng như có thể gây được áp lực cho đối thủ, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Giao bóng rất tốt của tay vợt hạt giống số 5, 40-0 cho anh. Một game sơ bóng vô cùng hiệu quả của Enzo Cuacao. Những cú sơ bóng chính xác và đối đánh tấn công rất nhanh của tay vợt người Pháp đã giúp cho anh giành game thắng để vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Trước đến với các giải đấu Man Future tại Bình Dương năm nay, thì tay vợt đến từ Philippines Alcantara đã tham dự các giải đấu Man Future, trong đó các giải đấu tại Canada, nơi anh cũng đã hai lần giành quyền vào đến vòng đấu tứ kết ở nội dung đánh đơn. Trước khi tham dự các giải đấu Man Future tại Bình Dương và tại Canada trong cuối mùa giải năm nay, thì tại vào tháng 7, Alcantara cũng là một thành viên vô cùng quan trọng của đội tuyển quần vợt Davis Cup Philippines khi đánh bại các tay vợt của Đài Loan Trung Quốc. Khi để thua các tay vợt Đài Loan Trung Quốc, và trước đó thì Philippines đánh bại các tay vợt của Kuwait, và Alcantara đóng góp một chiến thắng ở nội dung đánh đơn và một chiến thắng ở nội dung đánh đôi. Đó là pha cánh cài bóng không tốt của Enzo Cuacao. Anh đã mắc lỗi trên lưới trong tình huống xử lý vừa rồi. Lên lưới rất hiệu quả của Alcantara. Đối đánh cũng rất chủ động của tay vợt người Philippines. Mùa giải 2015 thì tay vợt Alcantara đã kết thúc ở vị trí thứ 1321. Và vào cuối mùa giải năm nay, lúc này anh vẫn đang có vị trí ngoài top 1300. Một mùa giải mà Alcantara đã tham dự tới 12 giải đấu lúc này và mới chỉ có được 4 trận thắng. Rất khó để giúp anh cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng ATP.
Cú đón điểm bóng hơi thiếu của Alcantara và đó là cú đánh rúc lưới. 30 đều hai tay vợt. Trả ra bóng giành ngay điểm winner của Enzo Cuacao. Ngay từ những phút đầu tiên này thì dù Alcantara đã thể hiện quyết tâm cao khi nhập cuộc, nhưng rõ ràng là Enzo Cuacao đang có những màn trình diễn đẳng cấp hơn đối thủ. Tay vợt hạt giống số 5 với phong độ hủy diệt, chưa để thua một trận đấu nào trên đường vào chung kết tuần thứ hai liên tiếp. Enzo Cuacao vẫn đang là người được đánh giá cao hơn ở trong cuộc đối đầu này. Lỗi của Alcantara và lần này thì anh đã không vượt qua được breakpoint. Game đấu sơ bóng thứ hai liên tiếp mà Francis Casey Alcantara phải đối mặt với nguy cơ mất break, và ở game đấu thứ tư này thì anh đã không thể vượt qua được áp lực. Enzo Cuacao đã giành break đầu tiên trong trận đấu này để vươn lên dẫn trước trong set 1 với tỷ số 3-1. Mười lăm không cho Enzo Cuacao. Tình huống trả bóng trái tay cũng không tốt của tay vợt Alcantara. Bóng nổi cao buộc anh phải thực hiện pha nhảy và đè bóng trái tay không chính xác. Bóng một quá tốt của Enzo Cuacao. 40-0 cho tay vợt người Pháp. Không có được một tình huống trả ra bóng tốt nào của Casey Alcantara ở trong game giao bóng này của đối phương. Anh đều gặp rất nhiều khó khăn. Không những giao bóng một uy lực mà còn có khả năng đặt điểm tốt. Enzo Cuacao đã gây ra cho đối phương quá nhiều khó khăn và đang thực hiện những game cầm giao bóng vô cùng xuất sắc. Dù đang có được cơ hội để hướng tới danh hiệu thứ hai liên tiếp tại các giải Man Future tại Bình Dương trong tuần thi đấu này, nhưng cho đến lúc này trong mùa giải 2016 thì Enzo Cuacao lại đang có một mùa giải không được như mong đợi. Anh đã tham dự 11 giải đấu và mới chỉ có được 17 trận thắng. Và đang rất quyết tâm để vươn lên trên bảng xếp hạng. Lúc này thì đang có vị trí thứ 714 trên bảng xếp hạng ATP. Nhưng trong sự nghiệp thi đấu của mình thì Enzo Cuacao đã từng có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng là hạng 206 thế giới vào tháng 2 năm 2015, vào đầu mùa giải năm ngoái. Enzo Cuacao 3 mùa giải liên tiếp gần đây cũng đều góp mặt ở trong top 500 trên bảng xếp hạng vào cuối mùa giải. Trong đó đứng thứ hạng 241 thế giới vào năm 2014 và hạng 457 vào mùa giải 2015. Như vậy vị trí thứ 714 lúc này trong mùa giải 2016 là mùa giải đã trôi qua không thực sự được như mong đợi với tay vợt người Pháp. Giao bóng cho tay vợt Alcantara ở tỷ số 1-4. So với đối thủ thì Enzo Cuacao đã thể hiện được khả năng trả giao bóng tốt hơn rất nhiều. Lại một cú trái return winner của tay vợt người Pháp. Khả năng đọc giao bóng rất tốt. Những cú trả bóng vô cùng chính xác của Enzo Cuacao. 15 đều hai tay vợt. Đó là tình huống bóng đi rất sâu
và trọng tài đã cho điểm tay vợt Enzo Cuacao. Với tình huống bóng khá nhạy cảm và đó có tình huống phản ứng của tay vợt Casey Alcantara. Ở các giải đấu Manchester liên tiếp gần đây tại Bình Dương thì Alcantara thi đấu thành công hơn ở nội dung đánh đôi. Trong đó thì hai giải đấu F7 và F8 liên tiếp vừa qua thì Alcantara đánh cặp cùng với David Agung Susanto và đều vào đến trận đấu cuối cùng, trận chung kết. Nhưng chỉ giành được vị trí Á quân. Còn trong tuần này thì anh đánh cặp cùng với Kittipong và dừng bước tại bán kết. Sau hai lần liên tiếp bị loại từ vòng đấu đầu tiên các giải đấu Man Future F7 và F8, thì trong tuần này, Alcantara thể hiện phong độ rất cao, vượt qua nhiều đối thủ có vị trí tốt trên bảng xếp hạng để tiến vào chung kết. Nhưng lúc này thì đang gặp nhiều khó khăn trước tay vợt người Pháp Enzo Cuacao. Lỗi từ đánh bóng hỏng rất nhiều của Alcantara lúc này và anh tiếp tục phải đối mặt với thêm break point. Những cú đánh vô cùng chính xác của Enzo Cuacao, đó là cú lốc bóng hoàn hảo. Xin mời các bạn, đó là rất nhiều các đại diện, các tay vợt của BKMX Bình Dương cùng với ban huấn luyện của BKMX Bình Dương. Và trong đó chúng ta có thấy gương mặt của giám đốc điều hành giải đấu này, đó là ông Hồ Thanh Nhẫn. Với cú lốc bóng hoàn hảo vừa rồi của mình thì Enzo Cuacao đã tiếp tục gia tăng khoảng cách tỷ số lên thành 5-1 ở set đấu thứ nhất của trận đấu này. Anh đã hoàn toàn giành được thế trận trước đối thủ đến từ Philippines. Lại thêm một tình huống lùi và đánh forehand rất uy lực của Enzo Cuacao. Anh đang hướng tới những điểm số quyết định khi cầm sơ bóng ở trong set đấu đầu tiên này. Bóng trả rất căng và vào sát vị trí của Alcantara khiến anh đã không thể tiếp tục pha đánh tấn công. Phía trước đã là 3 set point dành cho Enzo Cuacao. Và điểm trực tiếp kết thúc hoàn hảo set đấu này cho tay vợt hạt giống số 5 của giải. Enzo Cuacao tiếp tục thể hiện phong độ khá tuyệt vời của mình. Tay vợt đã vượt qua Lý Hoàng Nam với tỷ số 6-2-7-6. Và ngày hôm qua hoàn toàn áp đảo tay vợt hạt giống số 1 Chen Ti của Đài Loan Trung Quốc trước khi giành thắng lợi vì đối phương bỏ cuộc. Và vào ngày hôm nay thì Enzo Cuacao cũng đã có khởi đầu vô cùng tốt. Nhanh chóng vươn lên giành những break và hoàn toàn có được thế trận trước tay vợt người Philippines Alcantara trong trận đấu chung kết này với set thắng đầu tiên ở tỷ số cách biệt 6-1 cho tay vợt hạt giống Enzo Cuacao. Với 3 điểm ace ở trong set đấu đầu tiên này và không mắc lỗi giờ bóng kép nào, Enzo Cuacao đã phát huy được hiệu quả giờ bóng 1 và 2 giành điểm rất tốt. Anh vượt trội với 11 điểm winner so với 4 của đối phương và chỉ mắc 4 lỗi đánh hỏng so với 13 của đối thủ Alcantara. Tận dụng được 2 trong 4 cơ hội giành break và Enzo Cuacao đã có được nhiều hơn đối thủ tới 16 điểm để giành chiến thắng rất cách biệt 6-1 ở trong set đấu đầu tiên của trận chung kết này. Với chiến thắng này thì rõ ràng là cơ hội để hướng tới danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp tại Bình Dương trong 2 tuần liên tiếp của Enzo Cuacao là rất rõ ràng.
Chúng ta cùng đến với set đấu thứ hai với game cầm đầu bóng đầu tiên là của Alcantara. Và pha tấn công vừa rồi đã giúp anh có điểm số. Bóng trả rất khó vào chân khiến cho Alcantara đã không thể thực hiện được pha đánh chính xác. Anh buộc phải thực hiện cú đưa mình vô lê, bóng quá sát chân. Tấn công và chắn lưới rất chủ động của Francisco Alcantara. Bước vào set đấu thứ hai này, tay vợt người Philippines tiếp tục thể hiện sự quyết tâm rất lớn của mình và lối đánh chủ động chắn lưới đã giúp anh giành thêm điểm số 30-15. Rất dễ dàng để cho Enzo Cuacao đã hóa giải được những pha chắn lưới của đối thủ. Từ đầu trận đấu đến giờ thì Enzo Cuacao đã xử lý bóng quá tốt. Khi thì anh thực hiện được những cú passing, khi thì những pha lúc bóng hoàn hảo đã khiến đối phương không có nhiều cơ hội. Trong những pha lên lưới. Tình huống cứu thua ở góc rất sâu của Enzo Cuacao. Điểm cho Alcantara 40-30. Alcantara vẫn chưa thể kết thúc game cầm giờ bóng này. Đó tình huống phải di chuyển khá nhiều và thực hiện cú forehand lỗi của Enzo Cuacao. Lợi giao cho Alcantara. Rất đáng tiếc cho tay vợt người Philippines Francisco Agassi Alcantara. Mục tiêu lúc này trên bảng xếp hạng của Alcantara sẽ là góp mặt trong top 1000 trên bảng xếp hạng thế giới. Đó là thành tích mà anh chưa thể đạt được trong sự nghiệp. Và năm 2016 này vào tháng 9 thì Alcantara cũng đã từng có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng là 1095 vào ngày 26 tháng 9. Ở nội dung đánh đôi thì Alcantara đã thi đấu xuất sắc hơn. Và có thứ hạng tốt hơn trên bảng xếp hạng ATP ở nội dung đánh đôi. Rất dễ dàng đánh passing cho Enzo Cuacao. Đó là pha trả lưới cũng khá nhanh và đã cố gắng để bắt bài đối thủ với tình huống di chuyển này. Nhưng thêm một lần nữa thì Enzo Cuacao đã khiến đối phương hoàn toàn bị bất ngờ. Lỗi đánh trái của tay vợt người Philippines. Và game giơ bóng tiếp theo của anh đầu set đấu thứ hai lại phải đối mặt với Breakpoint. Bóng đi thiếu chính xác, rất tiếc cho Francisco Alcantara. Rất chủ động và ép vào trái đối phương nhưng Enzo Cuacao thêm một lần nữa thể hiện được khả năng phòng ngự xuất sắc của mình. Và thậm chí nếu tình huống này bóng bỏ nhỏ trong sân thì vẫn có cơ hội để Enzo Cuacao giành điểm.
Thêm một khởi đầu vô cùng thuận lợi cho tay vợt hạt giống số 5 ở đầu set đấu thứ hai. Ezio Coacao, tay vợt người Pháp 21 tuổi. Và trong tuần thi đấu này thì trên bảng xếp hạng ATP, Ezio Coacao vừa tụt 7 bậc trên bảng xếp hạng xuống trước vị trí thứ 714 trên bảng xếp hạng đơn. Một mùa giải 2016 chưa thực sự thành công với Ezio Coacao. Và anh đang rất quyết tâm lặp lại mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi đã từng vươn lên vị trí thứ 206 thế giới vào đầu năm 2015. 30-0 cho Ezio Coacao. Ưu thế lại tiếp tục nghiêng về phía tay vợt người Pháp. Rõ ràng anh đang thể hiện một đẳng cấp khác biệt so với đối thủ người Philippines. Giấu bóng cực tốt, 40-0. Lại thêm một pha giao bóng rất hiểm nữa của tay vợt Ezio Coacao. Game thắng rất chóng vánh cho tay vợt này với điểm ace, dù anh vừa lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Đã có tới 5 cú ace trong trận đấu này cho tay vợt Ezio Coacao. Lối đánh hỏng của Alcantara vẫn đang tiếp tục gia tăng. Cú chạy tay không thành công. Pha xử lý bóng lỗi rất đáng tiếc cho Ezio Coacao dù anh đã bắt kịp cú bỏ nhỏ của đối phương. Pha di chuyển và xử lý khá tốt của Ezio Coacao dù bóng sau đó đã đi ra ngoài. Cú trái rất bất ngờ, bóng dọc dây và giành điểm winner cho Ezio Coacao. Trong một tình huống đánh đôi công, Ezio Coacao đã cho thấy được khả năng đánh tấn công quá bất ngờ và chính xác. Điểm số được cân bằng 30 đều. Nguy cơ mất break lại đến đối với Francis Casey Alcantara. Là pha đánh lỗi của Francis Casey Alcantara lần thứ hai giành break ở set đấu thứ hai này. Và Ezio Coacao lại tiếp tục gia tăng khoảng cách tỷ số lên thành 3-0 trước đối thủ của mình. Thế trận đang hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt hạt giống số 5 người Pháp. Như vậy trong mỗi set đấu lúc này thì Ezio Coacao đã đều có tới 2 lần giành break, tạo cho anh cơ hội rất lớn để hướng tới một chiến thắng nhanh chóng ở trong cuộc đối đầu trận chung kết ngày hôm nay. Rất nhiều tay vợt của BKMX Bình Dương, có Lý Hoàng Nam, có các tay vợt khác và còn có cả Trịnh Linh Giang. Trịnh Linh Giang đã thi đấu và luyện tập cùng với BKMX Bình Dương dù rằng lúc này hợp đồng của anh vẫn còn với Hà Nội tới năm 2018. Ba không là tỷ số nghiêng về phía Ezio Coacao ở set đấu thứ hai.
Isoko Cao đã thể hiện được lối chơi vô cùng hiệu quả của mình ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Trong đó trận đấu với Lý Hoàng Nam thì Isoko Cao đã thể hiện được lối đánh có thể lực rất tốt và những pha tấn công đầy sức mạnh và quyết đoán. Phá dứt điểm lỗi của tay vợt Alcantara, đó là cú smash rất đáng tiếc của tay vợt này. Chúng ta cũng sẽ lại pha điểm vừa rồi của Enzo Cuacao. Đó là những tình huống đánh phòng ngự góc sâu cực tốt của tay vợt này và thậm chí là thực hiện những cú đánh phản công đầy bất ngờ cho đối phương. Lại một cú trái giành điểm winner của Enzo Cuacao giúp anh kết thúc game cầm dao bóng này. 4-0 là tỷ số nghiêng về phía tay vợt hạt giống người Pháp. Hai tình huống liên tiếp với những cú trái vô cùng hiệu quả của Enzo Cuacao. Vượt trội về số điểm winner, mắc ít lỗi hơn so với đối phương rất nhiều. Enzo Cuacao hoàn toàn có thể duy trì được thế trận vượt trội của anh. Alcantara đã phải rất quyết đoán khi quyết định thực hiện cú đánh ngắt bóng hay là để bóng chạm sân ở tình huống vừa rồi. Dù đó là một pha để bóng chạm sân và đánh nhanh nhưng không chính xác của tay vợt người Philippines. Ba mươi 15 cho Casey Alcantara. Đây là một tình huống điều bóng tốt để trả lưới của anh. Không có được lợi thế trong những pha tấn công cuối sân và Alcantara cũng đã kết hợp được những pha lên lưới và giành được khá nhiều điểm số. Dù rằng anh cũng đã nhiều lần phải đối mặt với những pha passing hoặc lốp bóng phản công. 40-15 cho Alcantara. Bốn mươi đều hai tay vợt, Alcantara vẫn chưa thể hướng tới game thắng đầu tiên ở set đấu này. Lưỡi dao cho tay vợt người Philippines. Chúng ta thấy là Francisco Alcantara đã vất vả nhưng cũng rất vui mừng như thế nào khi có được game thắng đầu tiên ở trong set đấu này. Áp lực được giải tỏa cho tay vợt người Philippines khi anh đang phải đối mặt với thế trận vô cùng khó khăn. Cách biệt tỷ số vẫn đang là 4-1 nghiêng về phía Enzo Cuacao ở trong set đấu thứ hai này.
cái bóng quá hay của Enzo Cuacao. Anh đã thể hiện khả năng phòng ngự vô cùng tuyệt vời của mình, phán đoán và di chuyển cực tốt. Rất cố gắng để dứt điểm nhưng Alcantara vẫn không thể có được điểm số trong tình huống này. Năm một cho Enzo Cuacao rất chóng vánh ở xe đấu này, anh gia tăng khoảng cách tỷ số trước đối thủ của mình. Rất bình tĩnh và tận dụng góc đánh cho tay vợt người Pháp Enzo Cuacao. Và anh cũng đã dễ dàng dứt điểm trong tình huống này, không cho đối phương một cơ hội nào. Và đang đánh tấn công để giành điểm của Enzo Cuacao vẫn đang rất vượt trội so với đối thủ của mình. 0-30, một game đấu sâu bóng áp lực của tay vợt Alcantara. Trái giả bóng cực tốt của Enzo Cuacao và phía trước đã là tới 300 ship boy dành cho Enzo Cuacao ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Quá vượt trội so với đối thủ và chiến thắng nhanh chóng đã thuộc về phía Enzo Cuacao. Tay vợt hạt giống số 5 của giải đấu đã thành công để giành chức vô địch đơn nam của giải Việt Nam F9 Future 2016. Hai tuần đấu liên tiếp thành công của Enzo Cuacao và anh rất bất ngờ khi đã không để thua một set đấu nào trong hai tuần liên tiếp giành được danh hiệu vô địch tại Bình Dương. 6-1, 6-1, quá vượt trội của Enzo Cuacao. Ở trong trận đấu chung kết ngày hôm nay, giúp anh đã hướng tới danh hiệu vô địch một cách vô cùng xuất sắc. Tay vợt từng có vị trí thứ 209 thế giới đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi đăng quang ngôi vô địch tại giải F8 và F9 Future 2016 tại Bình Dương mà không để thua một set đấu nào. Rất cố gắng ngay từ đầu trận như Enzo, nhưng Alcantara đã khó có thể tạo nên được bất ngờ. Enzo Cuacao đã có tới 6 điểm ace ở trong trận đấu này, mắc một lỗ giao bóng kép so với hai lỗi kép của đối phương. Hiệu quả giơ bóng một trong sân của hai tay vợt tương đương nhau, nhưng Enzo Cuacao đã vượt trội với khả năng giơ bóng một và bóng giống hai giành điểm. 26 điểm winner so với 8 của đối phương và Enzo Cuacao chỉ mắc có 10 lỗi so với 25 của đối thủ. Anh tận dụng cực tốt và có tới 5 lần giành break trong hai set đấu, giành được nhiều hơn đối thủ tới 32 điểm. Một trận đấu mà thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía tay vợt hạt giống người Pháp, qua đó giúp anh giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-1, 6-1 và trở thành nhà vô địch cuối cùng ở nội dung đánh đơn của các giải Men Future tại Bình Dương năm 2016 này, với hai tuần thi đấu liên tiếp giành được danh hiệu của tay vợt Enzo Cuacao. Trận đấu giữa hai tay vợt Enzo Cuacao và Francis Casey Alcantara cũng là trận đấu cuối cùng của 9 giải Men Future tại Bình Dương năm 2016 này. 9 giải